chào mọi người, quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nhé. Thì lâu quá là mình không có đi cái gà này mọi người. Hôm bữa thì nó về lần đầu thì nó còn già, chứ bữa nay nó non quá mọi người. Gà vàng, tàu, tàu di, vàng xù lông, cái này nó quá non nha mọi người. Mà giá nó lại quá chát nha mọi người ơi. Gà này non mà giá chát, khó bán lắm mọi người. Bầy này hình như là về một tuần rồi, gần một tuần rồi bán chưa hết nổi mọi người. Hình như là về 3 hay là 400 thì mọi người bán không nổi cái gà này thôi. Gà này nó quá là non mọi người, non gà này. À, non gà chưa? Chân thì to mà non, chưa có cửa, chưa có vảy, lông xù nhá, sổ gà lắm mọi người. Thì bầy nào đẹp thì mình khen, bầy nào xấu thì mình bắt buộc phải chê, nhưng mà mình không có nói là của ai nha mọi người, nên là nó đỡ mất lòng. Mình cứ quay mình chia sẻ cho mọi người những cái bầy gà nào đẹp vậy thôi, chứ thực ra thì cái gà này nó kém chất lượng mọi người. Đối với mình thì đây là bầy gà kém chất lượng, nó giống như gà Tam Hoàng, đối với mình là như vậy nha mọi người. Chứ mọi người thì chăn nuôi hoặc là buôn bán gà thì mọi người nhìn cũng biết, mà tại sao nó ế đến ngày hôm nay thì mọi người cũng biết đúng không ạ? Đấy, bầy này nó rất là non, nhìn thì cái mặt thì nó đỏ vậy, nó nuôi ở trong trại thì nhìn thì nó đa phần là cái loại này là màu nó đỏ như vậy nha mọi người. Gà về mình thịt giá rất là cao, giá này cao lắm mọi người ơi, bán không nổi đâu. Về mình thịt ra mình biết rồi, cái con gà trống của nó là thua cái con gà trống đen đó mọi người. Gà trống mà đen thui, trống chạy lạnh Đắk Lắk á, mình qua cho mọi người xem á. Cái gà này không bằng thịt cái gà đó được đâu nha mọi người, không bằng được đâu. Mà giá nó cao. Này, có con rớt cả trứng này mọi người, kinh chưa? Mái này, này. Có con rớt trứng luôn này, để đây, ngoài ăn. Chè xấu quá mọi người, chè này thì thật sự là nó non mọi người, chè non. Mình không dám chê nữa. Gà này thì gà vàng tàu di này thì nó non mọi người. Thì mình qua mình chia sẻ cho mọi người vậy thôi. Thì mình cũng không có đi cái dòng gà này, nên là mình cũng không có chuyên được cái dòng gà này, nên mình không biết mọi người. Bán rất là chậm. Dưới mình giờ nó ăn phô lắm mọi người. Nó bây giờ nó nhìn cái gà này nó không bảo là gà ta đâu. Ngày xưa thì mọi người thích cái màu vàng này, thì bảo là gà này gà ta màu vàng. Hằng này chỗ kia nó bán cái gà màu vàng, ngon lắm mọi người. Ngon lắm nhưng họ vẫn đi mua gà chân đen, gà miền Tây về ăn mọi người. Nó xạo á. Nhiều người họ nói xạo lắm mọi người. Và chỗ kia nó bán gà màu vàng này có 101 chẳng hạn. Đó, mà nó thịt nó ngon lắm, nhưng mà họ vẫn đi chọn gà miền Tây của mình họ ăn. Vãi đạn thật. Nhiều ông chú của mình cũng có một vài ông chú ở Tam Phước các mọi người. Ông nuôi lại cái gà này là cho nó già, cho nó rớt trứng. Rồi vài bữa bán giá cao lên trên chợ mọi người ạ. Chứ thực ra thì không phải là gà ta. Xong mà họ về họ cho ăn bắp lại mọi người. Thì nó cũng dai nhưng mà nó không được thơm như gà miền Tây đâu mọi người. Nếu như lâu hơn nữa thì may ra nó mới thơm nha mọi người. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì có cái video nào gà hay thì mình quay mình chia sẻ cho mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và nếu như ai không biết gì về loại gà, cái giống gà mà cái dòng mà mình hay đi á, thì mọi người có thể liên hệ hỏi mình. Còn mấy cái loại này á, thì giá lúc nọ lúc kia mọi người. Có thể là hôm nay họ bán ví dụ như 80, 85, ngày mai họ xuống 80, xuống 75. Nó xuống vô kể lắm nha mọi người. Tại mấy cái bữa á, tại vì gà này một phần nó ế, một phần nó non, nên là không ai bắt, nên là giá nó lên xuống liên tục mọi người. Nó chỉ ăn lời bấp bênh ở trên dưới là 5.000 đến 7.000 thôi nha mọi người ơi. Nhưng mà cái gà này nó mà cứng gà thì mới bán được nha mọi người. Kiểu cả ăn lời rẻ mà không cứng người ta cũng không mua. Bây giờ người đi buôn khôn lắm nha mọi người ơi. Cứng mới ăn đấy. Cứng mới bắt. Giá cao một chút không sao nha mọi người. Bởi vì người ăn người ta bây giờ người ta cũng khôn rồi. Người ta mất đồng tiền mà mọi người. Ví dụ cái này mà về mà bán 101, 102 á, nó chửi cho mai ăn nó non. Nó chửi cho há mồm luôn mọi người. Khách bây giờ khách của mình cũng khôn lắm mọi người ạ. Họ ăn họ kén gà lắm. Mồm của họ khôn nữa, không như ngày xưa. Ngày xưa có một ngày người ta gà bán gà Bình Định á, ngày mình ngày trước á,
là một ngày trung bình là mình bán phải hơn 100 con là bán lẻ nha mọi người, hơn 100 con chưa kể đám đỉnh nha mọi người. Còn bây giờ thì bán được vài chục con thôi đó, bán lẻ. Còn đám đỉnh thì mình không nói nha mọi người, đợt này ít đám đỉnh lắm. Rồi Lương xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha.